Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online, chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Chương trình ngày 2 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc hành hương thăm quê Bác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội chợ ASEAN Trung Quốc. 200 doanh nghiệp nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt 2013. Thưa quý vị và các bạn, vui Tết độc lập trong yên bình hạnh phúc, mỗi người dân Việt Nam lại thêm nhớ về Bác, người đã dành trọn đời mình cho độc lập tự do của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, thay cho những chuyến du lịch lý tưởng, người dân ở mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tưởng nhớ về người với lòng thành kính. Sáng nay, người dân hành hương về quê Bác trở nên tấp nập. Trong ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ và biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh tất cả cho quê hương đất nước, cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Cũng chính vì thế mà rất nhiều gia đình đã tổ chức hành hương về Kim Liên, Nam Đàn, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người, đặc biệt với những người như ông Trịnh. Một lần về quê Bác là ước mơ lớn nhất của đời mình. Là niềm mong muốn nhất của tôi là được một lần đi về thăm quê ngoại quê nội Bác. Và năm nay cũng là ngót 60 rồi nên là qua mấy chục năm này là ước mơ của tôi là đã được về quê Bác. Những kỷ vật hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm một lần nữa đưa du khách trở về với tuổi thơ và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Chung ngày trọng đại của đất nước, khu di tích Kim Liên Nam Đàn, dòng người ra vào tham quan viếng thăm không ngớt. Bởi đối với mỗi người dân, về đây như trở về với cội nguồn, biết ơn vì lãnh tụ đã đưa dân tộc ta hưởng độc lập tự do. Ai cũng cảm thấy vinh dự và mang trong mình một tâm trạng bâng khuâng xúc động. Cả gia đình thì tập trung về dâng hương cho Bác và cứ mỗi năm đến ngày này, cả gia đình chị cũng như mọi người dân Việt Nam luôn hướng về Bác. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho đến giờ đã 20 mấy năm đứng viên bục giảng, nhưng mỗi lần nói về Bác ta không thể nào nói hết được cái tình yêu thương bao la của Bác. Cùng với niềm vui của ngày Quốc Khánh thì những ngày tháng 9 lịch sử này, người dân Nghệ An nhìn lại chặng đường 44 năm thực hiện di chúc của Bác. Trong tâm niệm của mỗi người dân quê Bác, việc ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là hành động để mãi ghi nhận sự hiện hữu vĩnh hằng của Bác Hồ với quê hương đất nước. Mặc dù năm nay Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Chân đã bước sang tuổi 98, thế nhưng những ký ức về không khí tưng bừng, sống động và đầy niềm tự hào trong ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Ông là một trong số những người tham gia vào việc tổ chức buổi lễ meeting lớn, chuẩn bị cho Bác Hồ đọc lời tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước toàn thể đồng bào Việt Nam và thế giới. Mỗi khi nhắc đến thời khắc lịch sử đó, trong ông vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hàng vạn người Việt Nam rạng rỡ, hân hoan, đón mừng ngày đầu tiên đất nước độc lập. Hơn 68 năm qua, những kỷ niệm của ngày trọng đại ấy vẫn còn như tươi mới đối với ông Nguyễn Văn Chân, nguyên bí thư thành ủy đầu tiên của thành phố Hà Nội. Trước kia là ta cứ tuyên truyền cái xiềng xích của đế quốc, bây giờ lại không có bị cái xiềng xích của đế quốc. Nhưng mà riêng chúng tôi thì lại là cảm thông hơn hết là vì tôi đã cùng với một số anh em đã ở tù rồi, khổ như thế nào rồi, bị nó tra tấn như thế nào rồi, nó coi thường mình thế nào rồi, mà bây giờ mình tự nhiên mình lại làm chủ, đứng lên làm chủ. Không thể tưởng tượng được cái lúc bây giờ mình sung sướng như thế nào. Theo lời kể của ông Trân, từ sáng sớm
hơn 2 triệu đồng bào Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh đã kéo đến quảng trường Ba Đình tham dự cuộc meeting lịch sử mừng ngày Quốc Khánh. Những nụ cười, những giọt nước mắt mừng vui khôn tả thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, nhất là khi nhìn thấy Bác Hồ dõng dạc đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước Việt Nam. Phải nói là lúc bây giờ mọi người, người ta phấn khởi, nhưng mà người ta luôn luôn người ta nhìn lên lễ đài, nhìn lên Bác Hồ, người ta khó mà nói cái gì khác hơn là ai nấy đều thấy vui mừng, là bởi vì Bác Hồ lúc bây giờ người cũng yếu, trông gầy gò, nhưng mà dân thì ngợi, mọi người thì rất là mong là được Bác nói. Vào thời điểm thiêng liêng đó, với vai trò lãnh đạo cốt cán của thành phố Hà Nội, ông Trần nhận nhiệm vụ chỉ huy chốt trực ngay dưới chân lễ đài để đảm bảo trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ meeting. Vị lão thành cách mạng chia sẻ tâm trạng của mình vào thời khắc thiêng liêng đó. Lúc Bác đọc tuyên ngôn độc lập, Bác chỉ nói một câu thôi là: tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Thế là nó ồ lên toàn một cái cuộc meeting hàng chục vạn người như thế, người ta đều hoan hô Bác Hồ và đã nghe rõ đầy đủ. Đấy là một cái không khí nó tràn ngập đi, cho nên là dù kẻ bọn phản động muốn phá rối gì đều là không được. Dù đang ở tuổi bách niên, ông Nguyễn Văn Trân vẫn minh mẫn nhớ từng chi tiết, từng hoàn cảnh, từng con người cụ thể trong thời điểm lịch sử ấy. Từ người kiến trúc sư xây dựng lễ đài bằng gỗ thần tốc trong 3 ngày cho kịp đại lễ, rồi những người đồng chí, đồng đội chung lưng đấu cật góp phần làm nên lịch sử. 68 năm đã trôi qua, với ông Nguyễn Văn Trân, không khí ngày Tết độc lập đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn mới như ngày nào. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội khuyến học tỉnh Long An đã tổ chức đón nhận quỹ học bổng 500 triệu do cụ bà Nguyễn Thị Một, một vị lão thành cách mạng đã qua đời, để lại di chúc ủng hộ cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ đón nhận quỹ học bổng ý nghĩa này có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An, ông Mai Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đỗ Hữu Lâm và đông đảo lãnh đạo các sở ngành cùng thân nhân, con cháu của cụ Nguyễn Thị Một. Đại diện cho gia đình cố lão thành cách mạng Nguyễn Thị Một, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và bà Trương Thị Thủy, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, là con trai và con gái thân sinh của cụ Nguyễn Thị Một, đã trao tận tay quỹ học bổng 500 triệu cho Hội khuyến học tỉnh Long An. Theo lời kể của gia đình cụ Nguyễn Thị Một, quỹ học bổng 500 triệu cho học sinh nghèo và xây viện dưỡng lão cho người già neo đơn là hai di nguyện cuối cùng vị lão thành cách mạng này dành cho nhân dân, cho đất nước và quê hương Long An. Toàn bộ số tiền được trích từ tiền lương hưu và tiền phúng viếng trong đám tang của cụ. Cụ Nguyễn Thị Một, tên thật là Nguyễn Thị Nho, là một lão thành cách mạng có nhiều công lao, một chiến sĩ kiên trung, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như tỉnh ủy viên tỉnh Trà Vinh, khu ủy viên khu Chợ Lớn, phụ trách phong trào phụ nữ tiền phong tham gia cướp chính quyền tại huyện Cần Giuộc năm 1945. Đặc biệt từ năm 1955 đến năm 1959, cụ Nguyễn Thị Một được phân công làm trưởng ban phụ vận xứ ủy Nam Bộ, rồi Chánh văn phòng xứ ủy Nam Bộ. Cụ đã cùng với đồng đội mưu trí, dũng cảm bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng ở Nam Bộ được an toàn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước đón Tết độc lập, những ngày này trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, không khí đón Tết của bà con các dân tộc nơi đây rất tưng bừng, phấn khởi. Từ một hoạt động mang tính tự phát của đồng bào người Mông, đến nay Tết độc lập mùng 2 tháng 9 đã được tổ chức quy củ, mang đậm nét văn hóa của các tộc người vùng cao Tây Bắc. Cao nguyên Mộc Châu những ngày này, khắp các ngã đường đều rực rỡ cờ hoa.
Đây là thời điểm duy nhất trong năm cao nguyên Mộc Châu này trở thành điểm hẹn của trai gái người Mông từ Mộc Châu, Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu, Phú Yên của tỉnh Sơn La, rồi Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, đồng bào người Mông. Ai cũng mong chờ đến ngày Tết độc lập để đến Mộc Châu gặp bạn mới, bạn cũ để giao lưu, vui chơi và chia sẻ. Bà con là chuẩn bị thì trước 2-3 tháng rồi, thế là chuẩn bị quần áo rồi, tiền nông rồi, là phải đi chơi. Thế là hôm nay thấy đi chơi là huyện tổ chức là có trò chơi rất nhiều. Hàng năm đến hẹn lại lên đúng dịp mùng 2 tháng 9. Tất cả người Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, từ các bản gần xa lại nô nức rủ nhau xuống thị trấn để vui Tết độc lập, tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, Chính phủ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào cả nước nói chung và người Mông nói riêng. Ai cũng có đợi với cái ngày này để đi chơi, nhưng mà gia đình tôi thì nói chung cũng chuẩn bị được còn nửa tháng là tinh thần, coi như là đến cái ngày hôm nay thì mới ra đây để chơi mà anh chị. Tết độc lập thực sự trở thành ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu. Trong ngày này, dân tộc Mông ở các tỉnh phía Bắc, ở cả nước Lào anh em và các dân tộc anh em như Thái, Mường, Tày Giao và cả người Kinh ở các vùng lân cận cũng tụ hội về đây, tạo nên không khí ngày Tết độc lập vô cùng tươi vui, rộn ràng, ấm cúng và đầy màu sắc. Những năm trước, hoạt động đón Tết độc lập còn mang tính tự phát của người Mông. Những năm gần đây, hoạt động này đã được tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đưa vào thành chương trình lễ hội, tổ chức mỗi năm một lần tại huyện Mộc Châu. Trong ngày này, huyện tổ chức rất nhiều hoạt động để bà con vui chơi như các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống là bắn nỏ, đẩy gậy, giã bánh dày, tung còn, đánh tu lu, ném bao. Các hoạt động của ngày hội đã thu hút khách thập phương đến tham quan thưởng thức. Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, sáng nay ngày 2 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bắt đầu chuyến đi tham dự hội chợ, hội nghị thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 10. Đây là sự kiện được Bộ Thương mại Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức định kỳ hàng năm tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, được bình chọn là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc, trở thành điểm đến không chỉ đối với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN mà đối với cả các đối tác ngoài khu vực. Hội chợ năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược ASEAN Trung Quốc và 10 năm hội chợ ASEAN Trung Quốc được tổ chức. Hội chợ năm nay có chủ đề phát triển hợp tác khu vực, cơ hội mới, động lực mới, giai đoạn mới và dự kiến sẽ có 3.400 gian hàng tham dự. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự hội chợ và hội nghị thượng đỉnh đầu tư và thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 10, chiều ngày 2 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội chợ và hội nghị thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 10. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, qua 10 năm hình thành và phát triển, hội chợ ASEAN Trung Quốc đã trở thành một trong những hội chợ thương mại có uy tín, quy mô và tầm ảnh hưởng hàng đầu tại khu vực, là cơ hội rất tốt để các nước ASEAN và Trung Quốc tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Trung Quốc ngày càng phát triển. Về quan hệ hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước là chính sách lâu dài và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu. Hai bên đã nhất trí duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, nỗ lực hoàn thành trước thời hạn mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, đồng thời thực hiện cân bằng thương mại, giảm dần nhập siêu của Việt Nam, triển khai các dự án hợp tác kinh tế lớn, nhất là các dự án kết nối giao thông giữa hai nước, tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và các hoạt động giao lưu nhân dân, tăng cường tuyên truyền hữu nghị giữa hai nước. Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cho rằng cần cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, kiểm soát tốt tình hình trên biển, giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề thông qua đàm phán hòa bình.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hai bên cần tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, giải quyết thỏa đáng tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Đồng thời, đề nghị hai bên sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả các cơ chế đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng và giữa cơ quan quản lý ngư nghiệp hai nước như đã thỏa thuận, góp phần kịp thời xử lý ổn thỏa những vấn đề nảy sinh, nhất là vấn đề tàu cá, ngư dân. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Vũ và tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kỷ Hằng đến chào. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua. Chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ 5. Đảng Nhân dân Campuchia CPP và Thủ tướng Hun Sen đã giành thắng lợi quan trọng trong cuộc bầu cử lần này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng trên cơ sở kết quả thực tế của cuộc bầu cử, quốc hội và chính phủ mới của Campuchia sẽ sớm được thành lập để ổn định và phát triển đất nước vì lợi ích của nhân dân Campuchia, đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Hun Sen cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ cho chính phủ và nhân dân Campuchia trong thời gian qua, đồng thời khẳng định chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục làm hết sức mình để duy trì tình hình ổn định ở Campuchia, thông báo Campuchia sẽ sớm họp quốc hội và thành lập chính phủ nhiệm kỳ 5, đưa đất nước Campuchia tiếp tục phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước. Đặc biệt, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước. Hai thủ tướng nhất trí trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau phối hợp, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực vì lợi ích chung của hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân Campuchia đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Kiều tại Campuchia có cuộc sống ổn định, yên tâm làm ăn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Campuchia nói riêng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung. Sáng ngày 2 tháng 9, lễ trao giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2013 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự buổi lễ. Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2013 đã được trao cho 200 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có top 10, top 100, top 200. Ngoài ra, giải thưởng còn trao cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi trách nhiệm xã hội. Theo ban tổ chức, 200 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2013 đã tạo ra 734.000 tỷ đồng doanh thu, tổng tài sản 1.845.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 71.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 56.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 466.000 lao động, là một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nhân trẻ và thanh niên Việt Nam. Qua 10 năm triển khai, giải thưởng Sao Vàng Đất Việt với hơn 1.700 thương hiệu sản phẩm được trao giải, Sao Vàng Đất Việt đã trở thành chương trình bình chọn và quảng bá thương hiệu có uy tín và quy mô lớn nhất tại Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới. Trước đó, tối ngày 1 tháng 9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dự lễ kỷ niệm 20 năm phong trào doanh nhân trẻ do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Phong trào doanh nhân trẻ gắn liền với tổ chức hội ra đời từ năm 1993. Tính đến nay đã có trên 63 tỉnh thành với gần 10.000 hội viên, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc hội viên đạt tới trên 25 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 2,5 triệu người mỗi năm. Qua 20 năm thành lập, Hội Doanh nhân trẻ đóng góp quan trọng trong các ngành kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, đồng thời truyền cho xã hội tinh thần lớn về khởi nghiệp, lập nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, chắc chắn các doanh nhân trẻ sẽ phải cạnh tranh và đương đầu với rất nhiều khó khăn thách thức. Và các doanh nhân cần liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau, phát huy tính đoàn kết sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm xã hội để cùng cộng đồng doanh nhân cả nước vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Mặt khác, các doanh nhân trẻ cần xung kích đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đất nước, cơ cấu lại bản thân doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, chế biến, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Đối với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu hội kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách đúng đắn để tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ di dân tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân bị nhà nước thu đất được bố trí tái định cư theo quy định này. Nếu nhận đất ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu, thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó. Trường hợp không nhận đất ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền bằng với khoản chênh lệch đó. Quyết định cũng quy định cụ thể đối tượng hỗ trợ, đơn giá, diện tích cho suất tái định cư tối thiểu. Trong đó, diện tích hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân được bố trí một nền tái định cư là 200m². Hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư theo quy định mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống trong căn nhà bị giải tỏa, đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có quyền sử dụng trong một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một lô đất có thu tiền tại khu tái định cư do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định, phù hợp với quy hoạch tái định cư. Cũng theo quyết định này, hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống. Cụ thể, mỗi nhân khẩu hợp pháp thuộc hộ bị thu hồi toàn bộ đất ở, đất sản xuất phải di chuyển chỗ ở được hỗ trợ lương thực trong thời gian 48 tháng. Theo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 250 triệu đồng, đối với tổ chức là 500 triệu đồng. Theo nghị định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về trình tự, thủ tục giám định, thời hạn giám định sở hữu công nghiệp, không có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan trưng cầu giám định mà không có lý do chính đáng, không thực hiện việc giải thích kết luận giám định khi có yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định, phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ giám định viên, giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Nghị định cũng quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 đến 2 triệu đồng đối với hành vi bán, chào hàng, vận chuyển, kể cả quá cảnh, tàng trữ, trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ vì mục đích kinh doanh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm đến 3 triệu đồng, phạt tiền từ 2 đến 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 3 triệu đến trên 500 triệu đồng. Theo dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế, thì cơ quan thực hiện chức năng ngành thanh tra y tế gồm cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Theo dự thảo, hoạt động thanh tra y tế gồm hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trong đó, thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình. Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra, dự thảo nêu rõ, đối với cơ quan thanh tra nhà nước, Chánh thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Chánh thanh tra Sở Y tế ra quyết định thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế. Đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế ra quyết định thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Bộ trưởng Bộ Y tế giao, Chi cục trưởng Chi cục thuộc Sở Y tế ra quyết định thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Giám đốc Sở Y tế giao. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, hơn 15.000 phạm nhân trên toàn quốc đã được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn. Trong chương trình Việt Nam Online ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói tới cảm xúc mà hàng nghìn người đã trải qua trong phút giây đầu tiên đặt chân về với gia đình. Trường hợp của chị Mai Thị Pha tại xã Hà Thanh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ. 3 năm phấn đấu cải tạo lao động không ngừng, chị Mai Thị Pha là một trong hơn 200 phạm nhân trại giam Thanh Phong đã được đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm nay.
từng vào trại vì tội chứa mại dâm với án phạt 5 năm, chị Pha đã phải dứt lòng để lại hai con ở nhà ông bà, cậy nhờ nuôi nấng. Hạnh phúc đến nghẹn ngào, con đường về nhà hôm nay đã rộng mở với sự đón nhận của người thân trong gia đình và làng xóm. Có thể là chảy ra nước mắt, rồi vui sướng lắm, không có cái gì tả bằng. Đối với những người bà, người mẹ này, phút giây đón con cháu trở về thật hạnh phúc. Dù con, dù cháu đã một thời lầm lỗi, nhưng đối với họ, tất cả đều có thể làm lại, chỉ cần có nghị lực. Con cháu không lọc gần mà đi xa, mà bà khẩu. Cái tâm bà thì chứ đại trong cái lòng của cháu mà con chờ chắn được về. Vì bà để cho bà nhắm mắt trôi tay. Lần nào tôi mong vào để tôi cho được ít nhiều thì tôi chỉ có dặn mồm là con cải tạo cho tốt. Dù có đến cái mấy thì con cũng không được cãi nhau với họ để con về. Hạnh phúc đến nghẹn ngào trong ngày đoàn tụ. Nhưng đối với những người từng lầm đường lạc lối như chị Pha, trở về với xã hội sau nhiều năm cải tạo, làm gì để có một việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng là điều họ rất trăn trở. Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường phục thiện. Sự đón nhận, giúp đỡ của mọi người sẽ là điểm tựa giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng. Không những riêng tôi mà rất nhiều các bạn ở trong môi trường đấy, ai cũng có một cái lo lắng suy nghĩ rồi tương lai sau này làm như thế nào, làm việc gì cho đúng, làm sao để mình vươn lên được cuộc sống mới, hòa nhập với cộng đồng như thế nào. Nói chung là rất là phải suy nghĩ lo lắng nhiều lắm. Thì về phía chính quyền địa phương sẽ giao cho các cái ban ngành đoàn thể tìm kiếm tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm để chị Pha có cái công ăn việc làm ổn định, là hòa nhập với cộng đồng của địa phương và để tạo điều kiện để mà giúp đỡ chị vươn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội, tránh cái sự kỳ thị. Làm thế nào để giúp những người từng lầm đường lạc lối tìm lại hướng đi đúng? Đó là câu chuyện dài mà nỗ lực và trách nhiệm không chỉ còn là của mình họ. Phục thiện để những nụ cười trong ngày đặc xá càng trở nên ý nghĩa. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 2 tháng 9 đến đây kết thúc. Ngay sau đây sẽ là phần điểm lại các thông tin chính đã phát trên chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc hành hương thăm quê Bác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội chợ ASEAN Trung Quốc. 200 doanh nghiệp nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt 2013. Mời quý vị và các bạn xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.